Xin chào mọi người. Hôm nay bác sĩ sẽ live stream cho các bạn một ca mũi điển hình về F-form. Mũi gọi là mũi cấu trúc F-form. Thì trước mắt là mình sẽ phân tích trước cái mũi này trước mổ để cho mọi người có thể nắm được. Em có thể nhìn thẳng nhé. Bạn này thì trước đó đã có từng nằm mắt nằm mí ở bên Sài Gòn Venus cách đây 2 năm nhỉ. Cách đây 2 năm. Đây nhìn cái mí dùng, nhìn lên cái mí. Đó. Cách đây 2 năm rồi. Và hôm nay quay lại để làm cái mũi. Thì cái mũi này nhìn sơ qua thì mọi người cũng có thể thấy là nó cũng tương đối ổn định. Nhưng mà thực tế là không phải là nó được cao sẵn như thế này đâu. Bây giờ là đang có filler ở trong đó. Mọi người để ý. Bạn này bạn đã trích filler 2 lần. Và lần gần đây nhất là cách đây khoảng 6 tháng. Là cũng đã tiêm giải filler rồi cách đây 2-3 ngày nhưng mà vẫn còn filler. Và hôm nay cũng quyết định làm. Nên bác sĩ trong quá trình làm bác sĩ phải lấy bớt phần filler ra. Thế nên mọi người nhìn thấy cái dáng mũi vẫn còn tương đối cao. Nhưng mà sờ đây vẫn rất là dày. Là do có filler ở trong này. Và khi mà không có filler ở trong là cái mũi này nó sẽ xẹp xuống này. Da nó sẽ dính sát và nó xẹp xuống. Ok. Đối với những cái mũi mà có filler thế này là cả một vấn đề khó khăn cho bác sĩ. Bởi vì mình phải tìm cách mình căn chỉnh khi sau khi mở ra mình lấy bớt filler ra mình mới đánh giá được cái độ mỏng của da mũi. Mỏng của da mũi rồi mình mới căn chính từ cái độ mỏng của da mũi đó mình mới căn được cái độ dày của cái sống. Và để đưa lên cái tổng cao được bao nhiêu nó phụ thuộc vào cái lớp da mũi nó chịu được bao nhiêu. Ở sở này thì thấy filler của từ trên xuống dưới này vẫn còn tương đối này. Có cái vùng da đầu mũi này thì hết filler này. Đấy, sờ nó khá là mỏng này. Đấy, vậy thì cái với cái mũi này thì nó cũng không phải là xấu, nó cũng tương đối, nhưng mà khách hàng này vẫn muốn cao hơn, nó tây hơn. Cho nên là với một cái mũi này thì bác sĩ sẽ dự kiến là sẽ làm như thế này, cái đầu mũi sẽ nâng cao như thế này. Đấy, vì cái đầu mũi nâng cao này nên cái sóng mũi nó sẽ cao theo này. Đấy. Cao theo như thế này. Và đây là cái lỗ mũi mọi người nhìn thấy. Bình thường cái lỗ mũi trông nó cũng đã tương đối. Thế là hình dáng hạt chanh rồi, nhưng mà khi mình nâng lên nó sẽ thêm như thế này, tức là nó dựng đứng lên nữa. Hạt chanh lên nữa. Đó. Thực tế thì với cái mũi như thế này thì sự thay đổi nó nếu như mà chấm điểm thì cũng đã được khoảng độ 6 đến 7 điểm rồi. Không có xấu. Tương đối đẹp. Nhưng mình làm để cho nó lên 8 điểm, 9 điểm. Tức là sau khi làm, cái mũi nó sẽ như thế này. Đấy, về đầu mũi nó sẽ vảnh lên như thế này. Về cái lỗ mũi nó sẽ dựng lên đứng như thế này. Đấy. Đấy, về cái sống mũi thì nó sẽ cao lên như thế này. Đó, chắc chắn là như vậy. Sau khi làm xong là mọi người sẽ có thể thấy là nó kết quả nó hoàn toàn chính xác như vậy. Đấy, ở đây thì sẽ phân tích qua mọi người thấy là cái mũi trên một nền tảng cái mũi này là tương đối là khá là đẹp. Cái đầu mũi nhô ra khỏi cái điểm mà cao nhất của cái mũi khoảng độ 2-3 ly, đó là tiêu chuẩn đủ độ, không quá dài để gây khoảng xuống, không quá ngắn để gây hết cái lỗ mũi lên. Nếu trong trường hợp lỗ mũi dài quá nó sẽ khoảng xuống yếu, quặp vào miệng khi mình cười nó quặp vào miệng nó làm cho già trong tư thế cười. Và nếu nó ngắn thì cái lỗ mũi hết lên trong những gương mặt tầng giữa mặt nó ngắn và về phong thủy nó sẽ không được tốt. À, với cái nếu như chân mũi nó xòe rộng thì nó làm cho cái mũi cái mặt cái thân mũi mình nó sẽ thấp xuống, nhưng ở đây cái chân mũi này là khá là đạt tiêu chuẩn, giống từ hai cái góc mắt xuống khi mình kéo lên nó sẽ gọn hơn nữa. Đó, nó sẽ đạt tiêu chuẩn hơn nữa. Đó, hai cái xương này nếu mà nó cao quá thì cũng không đẹp, mà thấp quá nó sẽ làm cho cái tầng giữa mặt của mình nó bị lõm xuống, nó thiếu cái đường cong của gương mặt, nó thiếu cái độ nhô nhạy cảm. Nhô quá, cao quá cũng không đẹp, mà thấp quá cũng không đẹp. Ở đây nhìn trong tư thế này thì cái xương này hơi cao, nhưng mà khi mình nâng cái mũi lên và mình làm cái sóng lên thì cái xương này nó vừa. Đó, tức là cái tầng gốc của cái mũi nó phải có cái bề rộng
để nó lại lại lên so với cả cái sống mũi. Nếu trong trường hợp cái này nó thấp quá mà cái sống mũi lên cao thì tự khắc nó sẽ thiếu cái đoạn này, nó làm cho cái sống mũi đổi quá mức so với cái tầng giữa mặt, nó không được đẹp. Ở đây nếu mà trong cái trường hợp này muốn cho đẹp khuôn mặt hơn thì cái này hơi thiếu độ nhô của trán ở vùng trên, với trường hợp khuôn mặt này nó có thể bơm mỡ của mình, nó ngắn cái cằm một chút thì phải phẫu thuật cái cằm cái chán đẩy lên, cằm ngắn lại đưa ra, mũi đưa lên thì gương mặt này sẽ hầu như thay đổi hoàn toàn ở vùng gương mặt. Bác sĩ có thể chia sẻ một tí xíu về cái phương pháp thực hiện đối với cái dáng mũi của bạn này không ạ? Bạn này thì hôm nay mình sẽ thực hiện theo cái kiểu dáng mũi gọi là S form plus. S form là gì? Chữ S là nó bao gồm 6 chữ S, nó gồm là shape, shop rồi siêu rồi S-line, dáng hình dáng S-line là loại như thế, bao gồm cái dấu hiệu của cái hình dáng, cho nên vì sao gọi là chữ S. Còn cái form dáng thì bao gồm là những cái mà lấy cái sống mũi xếp siêu và với cái dáng F4 này mình sẽ sử dụng cái chất liệu an toàn, tức là cái sống mũi an toàn với cái sống mũi cũ. Với một cái chất liệu sống mũi cũ là thông thường, với cái chất liệu sống mũi cũ như thế này là cái sống mũi của hãng Hanson của Mỹ và hãng Ali, thì cái tỷ lệ dị ứng mũi và tạo bao sơ mũi nó xảy ra khoảng 5%, 5-7%. Tỷ lệ dị ứng của bao sơ là gì? Tức là sau một thời gian mình sử dụng là tự nhiên ngày sống trời ở đó mũi nó sưng lên, hoặc là nó chảy nước vàng đó, hoặc là nó tạo bao sơ nó làm cho cái mũi nó to lên đấy, nó cứng đấy, và nó co kéo, nó làm mũi mình đang đẹp giờ là càng ngày càng tự nhiên nó càng bị cong đi. Cái đó là quá trình nó co thắt bao sơ, hoặc là nó quá trình nó viêm, quá trình nó dị ứng. Thì với cái chất liệu đây gọi là cái sống sống vàng, thì với cái chất liệu mà mới bây giờ, chất liệu sấp siêu, xíu nữa cho mọi người coi mẫu thì nó sẽ giảm đi được cái tình trạng đó rất là nhiều. Thay vì nó 5-7% thì cái này nó chỉ còn 1-2% thôi. Nó giống như là những cái dạng mà túi ngực ngày xưa, cái thế hệ túi ngực ngày xưa người ta sẽ sử dụng túi đây, túi nước biển. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái nước biển nó lọc bọng trong này đó nha. Đó, thế này thì sử dụng cái hiệu quả tác dụng nó không tốt bằng khi mà người ta chuyển sang cái túi gel, nhưng mà đây là túi trơn đó. Nó có những, thì cái túi gel này cái tỷ lệ co bao nó cao khoảng 5%, thì sau đó người ta phát hiện ra chuyện đó, người ta mới chuyển sang cái túi thế hệ nhám như thế này. Nhám như thế này thì tỷ lệ nó rơi xuống 3.5-5% tỷ lệ co bao, nhưng mà sau đó người ta chuyển, nhưng mà cũng sau đó phát hiện ra là cái túi nhám quá, nó cũng có những cái mà nhược điểm, thì sau đó người ta chuyển sang, dần gần đây người ta chuyển sang loại trung tính, nó không không trơn mà nó không quá nhám. Và theo cái báo cáo hoặc gần đây, tức là cái thời gian theo dõi chưa gần đây mà chưa có thì cái tỷ lệ co bao nó còn thấp hơn nữa, rơi vào khoảng 1.5-2%. Thì cái thế hệ sống này cũng vậy, lâu hơn sống rồi. Thì cái thế hệ sống này nó cũng tương tự như vậy đó. Một xíu nữa mọi người coi đó là về cái vấn đề chất liệu. Còn về cái vấn đề kỹ thuật, đây là sống cũ nha mọi người, đây là cái sống cũ. Còn cái sống mà sử dụng, còn đây là cái sống sử dụng cái thế hệ mới, thế hệ mới dùng cho mũi F-form đó, xếp siêu nha. Mọi người có thấy nhập khẩu đây
nhập khẩu đây. Đây để thấy đó nhá, nó đựng trong cái hộp, trong cái hộp này đây, đựng trong cái bao này đó, đây cái bao để thấy bao nhá. Đây, mà sau nó có cái mã số ấy, kiểm tra dựa trên cái mã số này. À, và đây là cái màu trắng trắng này, mọi người có thể thấy là cái sống người đúc sẵn cái khuôn ở trong trắng này, mọi người thấy không, có thể thấy rõ cái trắng ở trong bao. À, khi mà sử dụng mình sẽ phải xé cái bao này, ở trong này nó còn có cái lớp bao bảo vệ nữa, tức là nó có rất là nhiều lớp vô trùng đấy. Thì khi hôm nay sẽ sử dụng cho em là cái sống này, sống sấp siêu em, vì sao nó có chữ S đấy. Rồi với cái mũi của bạn này thì cái đầu mũi này yếu này đấy, mọi người có thể thấy cái trụ đầu mũi yếu, cho nên khi nếu mà mình đặt một cái nhân tạo lên thì nó sẽ không giữ được, nó không vảnh cái đầu lên được vì cái phần này nó đầu yếu. Cho nên mình phải làm một cái trụ ở đây. Đây là vì sao mà gọi là cái mũi cấu trúc. Cái trụ ở đây cứng, khi mà có trụ cứng đây thì mình đè xuống nó sẽ không xuống được, và khi đó giống như cái nhà mình đã xây được cái trụ nó vững thì mình có thể trồng một cái mái nó lên cao. Nguyên tắc là chỉ như vậy. Còn nếu mà với mình không xây cái trụ đây thì mình sẽ trồng cái mái nó không cao được, và cái đầu mũi nó không cao được, và cái sống mũi nó cũng không lên cao theo được. Thì cái trụ này mình sẽ xây bằng cách nào? Với cái trường hợp như của bạn này thì nó yếu, nhưng mà cái phần trên này tương đối, cho nên dự kiến lấy được vách ngăn. Cho nên mình sẽ bỏ ra, mình lấy một phần vách ngăn dựng bên, một phần trụ mình tai. Mình sẽ dựng một bên cộng với cả cái chất liệu tạm thời, từ sau nó sẽ tiêu đi, tức là dùng chất liệu F-form để mình dựng cái trụ mũi thật là cứng để đảm bảo rằng khi mình dựng lên là cái đầu mũi nó sẽ cao lên như này, không bị cụp xuống, không bị sụp xuống đấy. Và sau đó ở phần trên này mình sẽ đặt là cái trụ xếp siêu này xếp siêu này vào cái phần từ trên xuống dưới, và phần đầu mũi này hoàn toàn là trụ tự thân đắp trụ mình tai đầu để đó. Cho nên là cho nó cao, nó căng nhưng mà nó không bị bóng đỏ, tránh trường hợp bóng đỏ. Đó. Với cái trường hợp của bạn đây thì do có filler ở trong cho nên mình đánh giá chính xác được là nó bị mỏng nhiều hay không. Nếu trong trường hợp mà mũi mà bị mỏng nhiều thì khi mình lên cao này, chỗ này phải đặt cái sóng dày lên thì nguy cơ bị lộ sóng, cho nên phải lấy cái cân thái dương. Một là lấy cân thái dương, hai là lấy cân bụng, ba là lấy cái cân ở lớp màn mông phía sau mông, bốn là có thể lấy cái vật liệu nhân tạo là meganum để bọc lên để nó tạo thêm một cái lớp độ dày ở dưới da mới thêm, thì nó tránh được cái tình trạng độ sóng ở đây đó. Có rất là nhiều người đến làm mũi cấu trúc chỉ có làm cái phần đây, phần đầu mũi lên cao rồi sau đó đặt một cái, vì đầu mũi cao nên sẽ đặt cái sóng phải ở đây cao theo. Thì thời gian đầu nó rất là đẹp, khoảng 6 tháng một năm nó sẽ là đẹp, nhưng mà sau một năm trở đi bắt đầu nó sẽ lộ sóng. Và khi lộ sóng nó xảy ra những cái tình trạng gì, nó căng bóng cái sóng lên thì nó nhìn thấy nó dễ bị lộ, dễ bị cong, dễ bị lệch. Và thứ hai là nó có thể bị sâu cái phần mắt này, nó làm cho gương mặt nó bị già đi. Đấy là về cái vấn đề xử lý cái mũi F-form, xử lý cho F-form của lớp, xử lý cho khách hàng này. Ở đây thì sẽ phải lấy sụn với cái tai, với những người tai lớn thì chỉ cần lấy sụn một bên vành tai thôi, nhưng mà với cái tai này thì chắc lẽ phải lấy sụn hai bên vành tai. Tùy thuộc vào cái vấn đề một cái vách ngăn ở trong này, nếu mà vách ngăn ở trong này lấy ra nó lớn thì có thể chỉ cần lấy sụn của một bên vành tai thôi là đủ để xử lý cái đầu mũi mà vẫn đảm bảo được cái trụ nó vững vàng. Đấy. Cho khách hàng. Với cái khách hàng này thì nhìn thẳng trong tư thế thẳng này thì cái trục sống mũi nó khá là thẳng, cho nên đặt lên nó sẽ thẳng. Sụn đầu mũi yếu, da trên sống mũi không đánh giá được do còn filler.
so với cái tầng, so với cả cái hai tầng mặt, tức là tầng trên mặt, ở đây đây là tầng trên mặt, tầng đây đây là giữa mặt và tầng đây là dưới mặt, thì cái mũi này hơi ngắn nên mình sẽ tìm cách mình cố gắng mình kéo cái đầu mũi ra thêm một ít đó. Mọi người có thể thấy tầng dưới mặt và tầng trên mặt là nó đều nhau, nhưng mà tầng giữa mặt nó hơi ngắn, kéo thêm một ít để cho nó hài hòa với ba tầng mặt thì nó sẽ đạt cái tiêu chuẩn vàng, nó sẽ làm cho gương mặt nó đẹp hơn. Mình chuẩn bị lên rồi. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm một tí xíu là về cái thời gian phục hồi của cái giáng mũi S-form ở Tết này so với những cái giáng mũi khác thì như thế nào mà? Thì về cái thời gian phục hồi của S-form với cả các cái giáng mũi khác ấy, thì nó cũng tương đương, nó cũng là một dạng tương đương. Nhưng tuy nhiên nếu bây giờ thẩm mỹ viện Sài Gòn Mỹ Đức này đang có một cái chương trình gọi là hỗ trợ cho những khách hàng sử dụng dịch vụ mũi S-form và S-form Plus là gì? Với một cái giáng mũi S-form 25 triệu thì mọi người sẽ được sử dụng thêm hai liệu trình, sử dụng cái liệu trình Plus 3. Cái liệu trình Plus 3 là gì? Đó là cái công nghệ mà được ở bên Mỹ người ta đã sử dụng khá là lâu nay để điều trị cho những cái vấn đề vết thương sưng bầm tím. Nó làm rút ngắn được cái, và cái này đã được FDA và các CA của châu Âu công nhận hết rồi nhé, cho phép sử dụng và chứng minh được hiệu quả rồi. Thì với khi mà ngay sau khi sử dụng phẫu thuật xong, mọi người sẽ được dùng sử dụng cái máy plasma đó, sử dụng cái công nghệ máy plasma, tức là nó là cái khí O3 để mà đặt vào đây, nó làm cho giảm cái tối đa cái mức độ sưng nề bầm tím đi. Thì thay vì cái khách hàng này họ sẽ bị sưng nề 10 ngày với cơ địa, giả sử với cơ địa của này có sưng nề 10-15 ngày, thì khi sử dụng được hai liệu trình mới là ngày ngay sau mổ và ngày hôm sau quay lại tái khám giúp dẫn lưu sử dụng 5-3 lần nữa, thì cái liệu trình thì cái việc sưng đau bầm tím của cô sẽ giảm đi được 40-50%, giúp ngắn được cái thời gian điều trị hậu phẫu đó. Đó là cái mà người ta đã chứng minh được khi sử dụng cái công nghệ plasma. Và cái công nghệ plasma này thì khi mà bình thường ấy thì nó chi phí nó bao nhiêu nhỉ? Hai liệu trình là 2 triệu đó, thì hai liệu trình là 2 triệu. Bình thường là hai liệu trình 2 triệu, nhưng mà sử dụng cái công nghệ S-form và S-form Plus thì khách hàng được miễn phí cái vấn đề đó. Cho nên là đang được ưu đãi về cái vấn đề đó. Rồi còn về cái vấn công nghệ S-form plasma như thế nào ấy, thì mọi người có thể coi những trên những cái livestream mà khách mà bên thẩm mỹ viện Sài Gòn nó sẽ trình bày nó kỹ hơn cho mọi người biết cái công nghệ plasma nó như thế nào mà nó lại có hiệu quả được như thế. Rồi đó, thôi được rồi, cái này nên chuẩn bị để làm thôi nhá. Sau khi làm xong rồi kết quả là sẽ cái chân cái mũi nó sẽ gom lại, đầu mũi thì cao lên gom lại nên dài ra, cái này nó cũng còn filler rất là khó đánh giá.